Bác Sát Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bác Sát toàn quốc. Kính thưa quý vị, bác Sát Huy đang ghi hình tại triển lãm Phúc Thọ quý vị nhé. Và đây là cái dãy cây bonsai mini. Thì các anh ở đến Ninh Hiệp đang những tác phẩm về tham dự triển lãm Phúc Thọ. Chào anh Gia nhé, chào các anh. Chào anh Gia. Ủa, cây đẹp thế nhỉ? Không phải, không phải những cái này là phải đặt buộc và phải đặt vào giữa chậu. Không thể đặt. Bây giờ đứng như thế này này. Cho được một cây nữa thôi, tí còn phải tiến xe này kia. Đấy, quý vị ơi, quý vị nhìn thấy hoa hậu đàng cây này. Chào em Cúc. Em Cúc cũng trong ban tổ chức. Chào bonsai anh Huy ở đang ở triển lãm của Phúc Thọ. Em Cúc đang nhận những tác phẩm quý vị nhé. Trong ban tổ chức đang nhận. Một người phụ nữ rất là yêu cây và hết mình với cái phong trào cây cảnh, có sự hiện diện ở rất nhiều cuộc triển lãm, tham gia đóng góp nhận cây vì những cái tác phẩm. Đây là những tác phẩm của một niềm vui đúng không? Quá đẹp. Rồi, tôi bảo nhé. Cây thì nhìn to nhưng mà chậu nhỏ, ít đất. Trông tưởng là nặng nhưng mà hai anh khiêng được. Ô, Đoàn Ninh Hiệp, anh mang mấy tác phẩm mà anh ra ơi? Nhiều này. 8 tác phẩm. Dạ, cho luôn đây nhé. Okay, cái này cho luôn đây. Cho Ngọc cho nó giải quyết thế nào. Cái này chắc ở đây à? Cái này của... Bây giờ cụ thể là công văn nó gửi xuống chưa? Công văn đâu chụp em xem nào. Ít tuổi anh Cúc một tuổi. Cúc nhiều lúc cứ bảo sư đoại xưng chị. Đoại chị à? Quý vị chiêm ngưỡng dàn cây bonsai của Đoàn Linh Hiệp. Quá đẹp nhỉ. Có 40 này, sức khỏe còn đang là bẻ gãy sừng trâu. Cứ quay chị Cúc lên liên tục trên Facebook là làm quảng cáo về sau. Anh ạ, là sát gà sát nhất. Đăng ký với Cúc à? Rồi rồi, ok. Anh đăng ký với em cái gì nào? Một tay anh ra nhá. Anh ra rồi đăng ký Cúc à? À, tưởng anh đăng ký với Kim Cúc. Nói nhiều nghĩa quá. Đúng là Lý Quy nói rất nhiều ý nghĩa. Đấy, đúng cây đấy. Đồ chất nhá. Đồ chất lượng không? Ninh Hiệp có khác. Không. Ừ. Nhìn chung là mình hoa đồ đây. Em là cố gắng là phải cố gắng là chuẩn. Đấy quý vị này, quý vị nhìn những cây bonsai rất là chất lượng của Đoàn Ninh Hiệp nhá quý vị nhá. Quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai mini, những cây mini và tầm trung quý vị này, về với triển lãm Phúc Thọ. Và triển lãm Phúc Thọ thì đợt này từ bonsai mini đến tầm trung rồi cỡ đại có đầy đủ, và dự kiến ban tổ chức dự kiến khoảng 800 tác phẩm, trên dưới 800 tác phẩm về với triển lãm. Và cái lợi thế của triển lãm Phúc Thọ đó là một cái sân vận động cực kỳ rộng lớn. Sân vận động có thể chứa hàng ngàn tác phẩm lớn nhỏ. Thì cái địa điểm rộng rãi cũng là một cái thuận lợi cho công tác tổ chức triển lãm. Một 20 đúng không? Chuẩn. Lý Duy Kể. Anh chỉ gần đây chỉ ở đây được. Đó, ok. Anh cảnh si vừa sàng chậu rồi. Đấy, còn cây kia. Lý Duy Kể. Nhắm một cái dàn bonsai mini của các anh em đang mang về đây. Để cho
chủ tịch gọi. Nó là phóng viên của mình mà. Được rồi, nó có xe ở bên cạnh đường. Sắp tới sẽ đông đủ thì bonsai Đức Huy này tiếp tục ghi hình cho quý vị. Dàn cây bonsai cực kỳ nghệ thuật quý vị ạ. Đây là cái tác phẩm xanh quê rất đẹp nữa quý vị này. Đây là tác phẩm xanh quê cực kỳ đẹp. Quý vị chiêm ngưỡng một cây đúng nghĩa là một cây đại thụ thu nhỏ. Một cây trực dáng làng. Chỉ có xanh quê mới có cái chân bệ như này thôi. Sẽ nhỏ rất đẹp. Cái nhỏ li ti đẹp quá, cây một cái tác phẩm cao chỉ khoảng 60 phân thôi, bóng dáng đẹp bề thế. Tác phẩm của anh Quyền quý vị nhé, anh Quyền Trương Mỹ. Thì nhân tiện chia sẻ công tác nhận những cái tác phẩm bonsai tầm trung 1mm thì bonsai Đức Huy lại chia sẻ cho quý vị một số những cái tác phẩm bonsai mm, những cây rất đẹp đã về với triển lãm. Quý vị nhìn những xe cầu về đây này, nhiều lắm. Nguyên lượng xe cầu mang tác phẩm về đây rất là đông. Một tác phẩm hoa giấy rất đẹp quý vị ạ. Tác phẩm này của nhà vườn Luân Gỗ. Hoa giấy dáng phong tranh cực kỳ đẹp. Hoa giấy này cuối năm vừa rồi cũng có mặt tại triển lãm thủ đô. Tác phẩm hoa giấy cực kỳ đẹp. Đây là cái tác phẩm thông quý vị ơi. Rồi tùng này quý vị này. Đây cũng là một cái tác phẩm hoa giấy nghệ thuật nữa. Kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim. Trong đó có một số tác phẩm của đoàn Linh Hiệp và các anh em mang đến những tác phẩm bonsai mili và tầm trung đến với triển lãm Phúc Thọ 2023. Thì bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.